Hiền xin kính chào quý vị, hiện đây là buổi chiều tối ngày mùng 8 tháng 9 năm 2016 và lúc này là chúng tôi đang quay chiếc sập thờ chân 24. Là cái chiếc sập này là của anh Minh ở Hoàng Hóa Thanh Hóa, thì cái lượng hàng anh đặt rất là nhiều hạng mục cho nên chúng tôi phải hoàn thành, phải làm xong dần dần. Hiện nay là cái đầu tiên chúng tôi xong chính là chiếc sập thờ này, với cái quy mô của anh là rất là hoành tráng. Cái sập thờ này vẫn là cái mặt hàng truyền thống của chúng tôi, nhưng mà tôi xin giới thiệu lướt qua một chút là cái ở giữa là cái hổ phù là rất là kênh bông, và thật sự là đúng là như là tay nghề của những nghệ nhân mới làm được cái hình ảnh nó được sống động như này. Và còn lại là đủ long ly quy phượng, thì đây là long tượng trưng cho quyền lực, quy là tượng trưng cho sức khỏe và trường thọ, và ly là trấn trạch ngăn cản những cái thế lực xấu, và phượng là nơi đó là sinh ra thiên đài. Còn đây là một cái cặp chân của anh, đây có chữ ký của anh đây. Thì như vậy là soi ra xe luôn đi, chúng tôi đang chuyển từ xưởng về trong kho. Đang để trong xưởng bụi, bây giờ là thổi bụi. Còn đây là cái mặt của anh, đây là cái mặt của cái bàn thờ của anh, nhưng mặt để tuyệt tác luôn. Và ở đây thì các cái sản phẩm của đồ gỗ Đức Hiền, ngoài cái chuyện đường nét cẩn thận và chọn gỗ cẩn thận ra, nhưng mà bao giờ cái nước sơn cũng là nước sơn trong vắt và thấy vân gỗ. Lên xe. Quý vị thấy là thông thường ra thì một người còn vác được, nhưng mà cái của anh quá nặng, nên là thôi tôi xin tạm dừng cái clip ở đây để hỗ trợ cho mọi người một chút.